cũng lại tiếp tục có những cái người mà chúng ta mua người ta làm việc và chúng ta người ta lại lên nhà điều hành. Thì chúng ta có cái cấp bậc thứ hai là cấp bậc ngọc trai. Cấp bậc ngọc trai cái điều kiện đó là chúng ta có 8 F1 trở thành nhà điều hành, hoặc là chúng ta có 12 F1 trở thành nhà phân phối. Thì chúng ta có được hưởng thêm cái quyền lợi nữa là chúng ta được hưởng đến tầng thứ hai. À, tầng thứ hai là gì ạ? F2 chúng ta có gì ạ? Mỗi một lần họ lĩnh 35 đô thì chúng ta được lĩnh về 5,25 đô. Ví dụ như vậy. Tức là gì ạ? Chúng ta thấy là F2 thôi. Ví dụ chúng ta có 6 F1 thì F2 chúng ta đã có tới 36 người rồi. Và mỗi người mà chỉ cần mang cho chúng ta 50 đô một tháng thôi thì chúng ta nhân với 36 người chúng ta đã có thấy cái nguồn thu nhập rất lớn chưa? Cực kỳ lớn đúng không ạ? Và cấp bậc thứ ba, lãnh đạo thứ ba là cấp bậc Sapphire. Hiện tại Tuấn Anh đang ở cái cấp bậc Sapphire này. Cấp bậc Sapphire thì cái điều kiện là chúng ta có mới ít nhất là 12 F1 và công ty có thể cho chúng ta thoải mái giới thiệu và bảo trợ. Thế nhưng mà chúng ta phải có ít nhất 12 F1 trở thành nhà điều hành là chúng ta đạt được cấp bậc Sapphire. Và cấp bậc Sapphire này là chúng ta sẽ được hưởng thêm 10% của đời thứ ba. F3 đó đúng không ạ? F3 mà nhân với lại 36 mà nhân với 3 rất là lớn đúng không ạ? Con số nó rất là nhiều rồi. Chúng ta có 216 cái F3. 216 F3 mà mỗi một F3 mà đem lại cho chúng ta chỉ cần 35 đô mà nhân 216 người, chúng ta thấy con số nó rất lớn rồi đúng không ạ? Và ba cái cấp bậc này thì công ty đã thiết kế những cái gói hàng mà vừa nãy Tuấn Anh nói chuyện cùng anh chị, là những cái quyền lợi của những cái người mua những cái gói hàng đặc biệt, những cái gói hàng combo càng lớn thì cái điều kiện là gì? Chúng ta càng có những cái quyền lợi về sau này đó. Ví dụ chúng ta mua cái gói 200 CV thì chúng ta trở thành cấp bậc ngọc bích tạm thời trong 60 ngày. Chúng ta mua gói 400 CV thì chúng ta có được cấp bậc Sapphire tạm thời trong vòng 90 ngày. Nhưng chúng ta mua cái gói Ambassador, chúng ta được công ty công nhận cấp bậc Sapphire tạm thời trong vòng 6 tháng, tức là 180 ngày. Tức là trong 180 ngày đó, chúng ta được hưởng quyền lợi y như Sapphire. Đó, rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Thế nên là chúng ta lưu ý, chúng ta chia sẻ cho khách hàng thì tối thiểu thì cũng là đưa cho khách hàng những cái quyền lợi để cho khách hàng nắm được những cái chính sách này để khách hàng quyết định, đúng không ạ? Và tiếp theo, đó là cấp bậc Ruby. Cấp bậc Ruby thì cái điều kiện là chúng ta phải có 2 Sapphire. 2 Sapphire ở 2 nhánh F1 khác nhau. Các anh chị nha, lưu ý. Tức là chúng ta có tới 12 F1 trở thành nhà điều hành này rồi. Nhưng không nhất thiết phải là F1 trở thành nhà là Sapphire. Mà chúng ta chỉ cần 2 cái nhánh đó xuất hiện Sapphire là chúng ta được công nhận là Sapphire, nếu chúng ta đảm bảo cái điều kiện thứ hai. Đó là trong vòng một cái tháng nào đó chúng ta có trên 200 lần cái lĩnh 35 đô, tức là 200 lần chu kỳ. Tức là bản thân chúng ta đó, chúng ta mỗi một lần là chúng ta lĩnh về 35 đô, và 200 cái lần cái chu kỳ đó thì chúng ta lấy về 7.000 đô từ cái vòng chu kỳ đó, là cấp bậc chúng ta sẽ đạt được cấp bậc Ruby. Đó. Và cấp bậc Ruby này thì chúng ta có thêm cái quyền lợi là chúng ta được hưởng 5% của đời thứ tư đó. Và cấp bậc Emerald, hiện tại ở Việt Nam ta có tới hai Ruby, đó là Ruby Trần Quang Hưng ở miền Bắc và Ruby Lê Thị Xuân Lan ở miền Nam. Và chúng ta có một Emerald, đó là chị Emerald lãnh đạo Lê Lục. Chúng ta chị có 4 hệ thống khác nhau, ở các cái dây F1 khác nhau, có 4 Sapphire. Và một tháng chị đã lĩnh về là tới 500 chu kỳ. 500 chu kỳ mà nhân với 35 đô, tức là 17.500 đô riêng cái tiền chu kỳ. Chưa tính cái tiền các cái loại hoa hồng lãnh đạo này. Chị đã lĩnh về tới gần 1 tỷ đồng trong cái tháng mà chị lên Amaro đó. Đúng không? Và chị được hưởng thêm một cái quyền lợi thứ 5. Đó là cái quyền lợi nữa là được hưởng tới 5% của đời F5. Đó. Và trong cái thời gian ngắn nhất tới đây chắc chắn là lãnh đạo Lê Lục và các cái lãnh đạo khác cũng sẽ lên cấp bậc. Và lãnh đạo Lê Lục chắc chắn là trong cái cấp bậc Emerald, chắc là chỉ trong vòng một vài tháng nữa thôi. Và một cái điều rất là tuyệt vời mà cái phần đầu Tuấn Anh đã nói là Việt Nam chưa có kho hàng, chưa có văn phòng
nên chúng ta chưa thể kích hoạt được cái loại hoa hồng thứ năm. Nhưng mà chúng ta đã có tới cấp bậc Emerald và Ruby và có tới hơn 500 Sapphire ở Việt Nam rồi. Đó là do một cái thống kê mà các lãnh đạo Lê Lục hôm trước đã gặp ở trong, đã chia sẻ ở trên cái giảng, trên cái hội nghị khai xuân đó. Chúng ta nắm được rồi. Và ở cấp bậc Diamond, Diamond là chúng ta có 6 Sapphire ở 6 nhánh khác nhau và một tháng chúng ta có lĩnh về 1.000 chu kỳ, chúng ta sẽ được hưởng lên lên đến đời F6 là chúng ta hưởng 5%. Và Double Diamond mà thầy Chen hôm nọ mà sang Việt Nam ta là thầy đang là Double Diamond thì thầy hưởng tới hưởng tới đời F7 là 5%. Đó. Và chúng ta thấy con số mà chúng ta chỉ cần nhân đến đời Sapphire rồi là Ruby thì chúng ta thấy con số mà chúng ta có những cái số lượng người làm việc như vậy, chúng ta sẽ có được cái cơ hội thu nhập rất lớn từ cái hoa hồng lãnh đạo này. Đây là một cái hoa hồng không giới hạn cho những ai thỏa sức, có năng lực đến đâu chúng ta hưởng đến đó. Và đến cái hoa hồng lãnh đạo này mới được đánh giá ai có trình độ năng lực lãnh đạo tốt thì chúng ta có một cái hệ thống khỏe và chúng ta có nhiều cái thu nhập hơn. Đó là cái hoa hồng lãnh đạo. Đó. Và cái thưởng thứ năm, đó là cái hoa hồng thứ năm, đó là hoa hồng thưởng khách hàng ưu đãi. Cái hoa hồng thứ năm này chỉ khi mà chúng ta có kho hàng ở Việt Nam rồi, chúng ta kích hoạt, ví dụ những chúng ta có rất nhiều F1, nhưng có những cái F1 là gì, ví dụ người ta đặt hàng tự động, chúng ta có 5 F1 mà đặt hàng tự động, gọi là có 5 khách hàng đặt hàng tự động, là chúng ta không phải hưởng là 20% của hoa hồng của đời F1 nữa, mà chúng ta sẽ được nâng lên là hoa hồng đời F1 là 25%. Và nếu như chúng ta có 10 khách hàng đặt hàng tự động thì chúng ta hoa hồng sẽ nâng lên, hoa hồng lãnh đạo sẽ nâng lên là 30%. Đó. Và cái điều này chắc chắn là sắp xảy ra ở Việt Nam chúng ta, chỉ tính bằng cái thời gian rất ngắn hơn một vài tháng nữa thôi, bởi vì chúng ta sẽ có kho hàng Việt Nam rồi, đúng không ạ? Và tiếp theo đó là quỹ thưởng Diamond toàn cầu. Cái doanh số bán hàng theo quý, ví dụ quý 1 này trên toàn cầu bán được ví dụ như là 500 triệu đô, người ta lấy 500 triệu đô này người ta nhân với 3%, người ta sẽ chia đều cho các cái Diamond ở trên toàn cầu. Đó. Và mỗi một lần các cái thầy Diamond mà được về Việt Nam chia sẻ, mỗi một lần các thầy lĩnh nhé, một quý được lĩnh một lần, và cái 3% cái quỹ thưởng này thầy được lĩnh là trên dưới mà 10 tỷ đồng tiền Việt Nam, nó tương đương như vậy, nó khoảng nó khoảng tầm 500.000 đô. Đó. Và tiếp theo đó là một số những cái ưu thế trả thưởng của Zenith để lưu ý cho cô bác anh chị chỉ cần cái toàn bộ cái phần mà chia sẻ về chính sách đó, còn anh giúp cho cô bác anh chị thì cô bác anh chị chỉ cần đúc kết lại ở cái vấn đề như sau. Thứ nhất là hoa hồng của Zenith là hợp lực doanh số toàn cầu. Doanh số toàn cầu, rất nhiều công ty này sẽ không hợp lực doanh số toàn cầu. Mặc dù chúng ta có hệ thống ở nước ngoài, nhưng hệ thống đó ở nước ngoài chúng ta không được lĩnh hoa hồng. Cái điều đó là có, đúng không ạ? Và cái điều thứ hai đó là doanh số của chúng ta là được bảo lưu mãi mãi, không bao giờ cắt đi. Và hoa hồng của Zenith thì rất là hay. Một đơn hàng vừa enter vừa được thanh toán xong thì hoa hồng ở người giới thiệu, người tuyến trên, chúng ta được cộng doanh số và được tính hoa hồng ngay lập tức. Nhưng trả theo tuần, mỗi tuần một lần. Ở Zenith thì làm việc chúng tôi rất là thích vào những cái buổi chiều thứ năm hàng tuần. Đó là cái ngày Zenith thanh toán hoa hồng cái tuần trước cho chúng tôi. Đó. Và chốt cấp bậc ngay khi đạt. Và cái minh chứng cho cái việc chốt cấp bậc ngay khi đạt là ngày 16 tháng 6. Ngày 15 tháng 6 năm 2018. Lãnh đạo là Trần Quang Hưng là đang cho một cái chuyến bay là từ Hà Nội vào Đà Nẵng đi chơi với gia đình đi du lịch. Thì trên chuyến bay từ Hà Nội vào đến Đà Nẵng đó thì trên chuyến bay trước khi đi thì là trước khi lên máy bay thì vẫn là cấp bậc vẫn là cấp bậc Sapphire Anis. Nhưng xuống đến sân bay thì đã là cấp bậc rất là nhiều người đã chúc mừng, đó là cấp bậc Ruby. Đó. Và năng động ở Zenith thì rất là thấp. Cái yếu tố phù hợp để chúng ta được lĩnh tất cả các loại hoa hồng của Zenith thì cực kỳ thấp, chỉ 60 CV, tương đương với một hộp dì dơ một tháng. Nên là chúng ta không có áp lực phải bán hàng.
Nhưng những người mà làm việc ở trong dân nét là rất là thoải mái.